Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 149. Chương 1481, triển khai làm người ta không ngờ tới một. Mọi người yên lặng tháo tai nghe, thu vào trong túi, anh nhìn lầm rồi. Anh gà đỏ không tin, tới cướp tai nghe, đúng lúc này, thanh âm trầm thấp của viện trưởng từ trong loa góc tường quán cà phê truyền đến, vụ án có tiến triển mới, mọi người đến thư viện tập hợp. Tiếng loa liên tục không ngừng truyền phát, tiểu đội địa cung đứng bật dậy, anh gà đỏ cũng không quậy nữa. Tiếng loa phát ở trong mỗi một kiến trúc của học viện, quanh quẩn từng lần một. Các học viên, giáo viên phân tán ở các nơi của học viện, nghe tin chạy tới thư viện. Thư viện, bục diễn thuyết. Ánh mắt lão viện trưởng từ trên người Chu Minh Hú rời đi, nhìn về phía kẻ quan trắc tinh không, Triệu Thành Hoàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia trả lời như thế nào. Kẻ quan trắc tinh không nói, Triệu Thành Hoàng tối hôm qua hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mua tiết học riêng. Hắn mang tình huống ở đảo Tim Gà cũng nói ra, đạo cụ phát hiện nói dối không có phản ứng, hai người này hẳn là không có vấn đề. Viện trưởng lại nhìn Chu Minh Hú một cái, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tố, cô bên kia thì sao? Lâm Tố nói, đáy hồ tất cả bình thường. Khi nói chuyện, các học viên lục tục chạy tới thư viện. Viện trưởng không nói nhiều, khoanh tay đứng ở bục diễn thuyết, trầm mặc chờ đợi. Trương Nguyên Thanh dẫn các đội viên trên thuyền giặc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thư viện, dẫn đầu thấy trên bục diễn thuyết cao cao, Chu Minh Hú bị trói gô. Bên cạnh là lão viện trưởng, kẻ quan trắc tinh không cùng Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh. Vị công tử ca chu ra này tựa như vừa mới ăn đòn, mặt mũi bầm dập, cúi đầu, giống con gà trống choai uể oải. Không đến 3 phút, các học viên, giáo viên tập trung ở thư viện. Hung thủ là Chu Minh Hú sao? Quả nhiên là hắn, vừa thấy đã biết không phải người tốt. Hắn buổi sáng còn muốn vu oan Thiên Tôn lão gia. Các học viên bắt đầu nhao nhao suy đoán. Thấy, người đều đến đông đủ, viện trưởng trầm giọng nói, trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện Chu Minh Hú tối hôm qua lúc ở căn tin liên hoan. Giữa đường từng rời khỏi 10 phút, tôi liền để thầy kẻ quan trắc tinh không xác minh. Chu Minh Hú nói mình là tiêu chảy, nhưng đạo cụ phát hiện nói dối phản hồi là nói dối. Địch, thì ra hung thủ chính là hắn. Anh gà đỏ thẳng như ruột ngựa ngắt lời viện trưởng, thiệt cho tôi còn mời hắn ăn, tên bại hoại hiếp giết phụ nữ này, nhưng mà viện trưởng, 10 phút có phải quá ngắn rồi hay không? Các thánh giả đang tình cảm quần chúng trào dâng, yêu cầu nghiêm trị tội phạm, bỗng nhiên kẹt. Tuy Hỏa Ma này thô bỉ hơn nữa không đáng tin, nhưng lời hắn nói quả thật có vài phần đạo lý. Từ căn tin đến ký túc xá nữ sinh, qua lại cần 10 phút, trừ phi Chu Minh Hú là kẻ yếu sinh lý, nếu không thời gian không giống. Giáo viên nói chuyện đừng ngắt lời. Lạc Nhạc Thánh đang muốn ra tay dạy dỗ Hỏa Ma thô bỉ cùng nghề nghiệp này, nhưng bị kẻ quan trắc tinh không ngăn lại. Hiệu trưởng liếc Chu Minh Hú đang ủ rũ, lại vẻ mặt nổi hung, nói, tự cậu nói. Chu Minh Hú ngẩng đầu, đảo qua các học viên bên dưới, thấy từng đôi mắt tràn ngập địch ý cùng chán ghét. Lửa giận hắn đè nén đã lâu rốt cuộc bùng nổ, có cái gì để nói, lão tử có giết người hay không? Tổng bộ sẽ điều tra, chuyện liên quan gì tới các ngươi? Các ngươi những kẻ lui về tuyến hai này, có tư cách gì chói ta? Còn chưa nói xong, đã bị Hỏa Ma tát một cái ngã xuống đất, hướng vào bụng thêm một cước. Chu Minh Hú đau tới mức co lại như tôm, phun ra mật vàng. Thể chất của nhạc sĩ cùng học sĩ là đội sổ trong linh cảnh hành giả, hồng loan tinh quan giai đoạn thánh giả, tuy mạnh hơn người bình thường, nhưng mạnh hơn có hạn. Lạc Nhạc Thánh phẫn nộ quát, nói hay không? Chu Minh Hú nôn xong mật vàng, thở dốc từng ngụm, tôi nói. Hắn thở hổn hển hồi, lâu, thẳng đến lúc đau đớn giảm bớt, hít thở thông suốt, liền lại bị Lạc Nhạc Thánh xách lên, Hỏa Ma thô lỗ chỉ vào các học viên bên dưới, nhìn bọn họ nói. Kẻ quan trắc tinh không thuận thế nhét đạo cụ phát hiện nói dối vào trong tay Chu Minh Hú. Dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Minh Hú cắn răng nói, đêm qua, tôi rời khỏi căn tin. Quả thật là đi tìm Hạ Triều Tuyết, nhưng cô ta không phải tôi giết, đạo cụ phát hiện nói dối có thể làm chứng cho tôi. Tôi cũng không có năng lực che chắn đạo cụ, bằng không, bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cái sừng nhỏ màu nâu chưa có phản ứng. Cậu vì sao đi tìm Hạ Triều Tuyết? Hạ Hầu Ngạo Thiên hỏi. Làm lớp trưởng, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ có trách nhiệm mở miệng chất vấn. Chu Minh Hú ngập ngừng thật lâu,
nửa đêm đi ký túc xá nữ sinh còn có thể là chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1482, triển khai làm người ta không ngờ tới hai. Cho nên, cậu chính là người tình của Hạ Chiều Tuyết. Cô ấy trước khi chết chính là làm tình với cậu. Không đúng, cậu chỉ đi 10 phút, thời gian không khớp. Hạ Hầu Ngạo Thiên đầu tiên là giật mình gật đầu, tiếp đó đưa ra nghi ngờ. Buổi tối hôm đó tôi uống chút rượu, tính đi tìm cô ấy, nhưng sau khi đến ký túc xá nữ sinh, phát hiện cô ấy không có mặt, liền quay về căn tin. Chu Minh Hú nói, sau đó nữa, tiệc tan, tôi trở về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới biết được cô ấy đã chết. Cái sừng nhỏ màu nâu vẫn là không có phản ứng. Nếu như vậy, quả thật liền giải thích thông, Hạ Chiều Tuyết không có mặt, cô lúc ấy đã đi đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi, lúc buổi sáng, lại vì sao không báo cáo việc này? Chu Minh Hú trầm mặc. Lạc Nhạc Thánh giơ bàn tay to lên, đe dọa nói, cần tôi giúp cậu không? Chu Minh Hú theo bản năng rụt cổ, hắn biết ở trước mặt hỏa ma nóng này, thân phận, gia thế đều không thể trở thành ô dù của mình, ngập ngừng nói, tôi không muốn dính vào án mạng, chuyện này vốn không quan hệ với tôi. Cái sừng nhỏ màu nâu nở rộ ra hào quang chói mắt. Cậu còn dám nói dối? Lạc Nhạc Thánh vung qua một cái tát. Bốp! Chu Minh Hú bị đánh lảo đảo, má nhanh chóng sưng đỏ, khóe miệng trào ra tơ máu. Hắn lúc này mới không tình nguyện khai ra, chuyện của tôi với Hạ Chiều Tuyết không đủ vẻ vang, tôi đã dùng đạo cụ tơ tình. Đạo cụ tơ tình? Trương Nguyên Thanh dùng mười mấy giây mới hiểu được ý tứ. Hồng Loan Tinh Quan có một kỹ năng gọi là tơ tình. Tên như ý nghĩa, tác dụng của kỹ năng này là dẫn tơ hồng cho mình, kéo tơ hồng cho người khác. Buộc tơ hồng cho mục tiêu sẽ điên cuồng yêu mình, có tác dụng trong thời gian hạn định. Chẳng qua tơ tình là kỹ năng cấp 5 mới có thể học, Chu Minh Hú là cấp 4, cho nên mới nói dùng đạo cụ. Địch, cái đó và bỏ thuốc kích dục có cái gì khác nhau? Trương Nguyên Thanh tiếp xúc nhạc sĩ không nhiều, Hồng Loan Tinh Quan cùng cao hơn nữa, lại chỉ có chỉ sát cung chủ. Mà cung chủ lại từ trước tới giờ chưa từng dùng kỹ năng này đối với hắn, cho nên vừa rồi chưa phản ứng lại. Không tính Chu Dung cùng Tạ Ba Ba chỉ có một lần gặp mặt. Ghê tởm, không biết xấu hổ, lão nương con mẹ nó muốn thiến ngươi. Nữ học viên bên dưới xôn xao, tức giận mắng không ngừng. Nam học viên cũng vẻ mặt khinh thường, Tam Dương Khai Thái Thái phẫn nộ tham dự mắng chửi. Lúc này, trên bục diễn thuyết Tống Mạn nhíu mày nói, cậu đã đi ký túc xá nữ sinh, vì sao động vật thực vật chưa phát hiện cậu? Chu Minh Hú nói, tơ tình là có tác dụng trong thời gian hạn định, Hạ Chiều Tuyết sau khi khôi phục bình thường. Phản ứng rất kịch liệt, tôi hứa hẹn sau khi ra ngoài sẽ bồi thường cô ấy, để cô ấy hưởng dụng tài nguyên cùng tài phú của Chu gia, tốn tinh lực rất lớn mới trấn an cô ấy. Nhưng cô ấy có yêu cầu, chính là không thể để người khác biết quan hệ của chúng tôi, bởi vì cô ấy ở bên ngoài có bạn trai, cùng thuộc một phân bộ với cô ấy. Cho nên tôi mỗi lần tìm cô ấy hẹn hò, đều sẽ đeo đạo cụ dạ du. Đạo cụ thần dạ du tuy thưa thớt, nhưng đối với công tử ca linh cảnh thế gia mà nói, hướng gia tộc đổi một món vẫn là không khó. Hơn nữa dạ du là kỹ năng chạy trốn cực tốt, linh cảnh hành giả có đủ tài lực đều sẽ nghĩ biện pháp kiếm được một món. Đương nhiên, năng lực dạ du của đạo cụ khẳng định không thể so sánh với thần dạ du chính quy. Quan hệ của hai người, còn có ai biết? Viện trưởng hỏi. Căn cứ khám nghiệm tử thi, Hạ Chiều Tuyết trước khi chết từng bị xâm phạm, đúng, bây giờ có thể khẳng định là xâm phạm. Hiển nhiên, người hành hung biết quan hệ của Chu Minh Hú cùng Hạ Chiều Tuyết, cho nên cố ý xâm phạm cô, chế tạo ra biểu hiện giả dối người quen gây án. Không có, tôi chưa lộ ra trước bất kỳ ai. Chu Minh Hú dùng sức lắc đầu, mà cái sừng nhỏ màu nâu cũng chưa có phản ứng. Viện trưởng Lý Ngôn Hề trầm ngâm vài giây, Hạ Chiều Tuyết ngày hôm qua có biểu hiện bất thường hay không? Chu Minh Hú lắc lắc đầu, không có. Sáng nay sau khi biết cô ấy bị giết, tôi đã luôn nghĩ ai là hung thủ giết người, tôi vốn cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ồ, cậu vì sao sẽ cho rằng như vậy? Viện trưởng Lý Ngôn Hề nheo mắt. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào ký túc xá nữ sinh, khẳng định có được năng lực của thần dạ du. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên ngoài còn có một danh hiệu, gọi là Lưu Manh Thiên Tôn,
hắn giở trò lưu manh không phải rất bình thường sao? Chu Minh Hú hừ lạnh nói, ngươi con mẹ nó đây là thành kiến, Trương Nguyên Thanh muốn lên đài đánh người. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu, Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1483, triển khai làm người ta không ngờ tới ba. Viện trưởng có chút thất vọng lắc đầu, ông còn cho rằng Chu Minh Hú có thể cho ra manh mối có giá trị. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi thấy không có thu hoạch gì, Lý Ngôn Hề nói, hành vi dụ dỗ gian dâm Hạ Triều Tuyết của Chu Minh Hú. Tôi sẽ báo cáo chi tiết cho tổng bộ, từ giờ trở đi, hắn do thầy Lạc Nhạc Thánh trông giữ. Mọi người đi ăn cơm trước đi, nếu có manh mối, phải kịp thời báo cáo cho giáo viên học viện. Căn tin. Trương Nguyên Thanh đeo tai nghe, vừa ăn cá nướng, vừa quan sát học viên trong sảnh, ý niệm truyền âm, tiếp tục họp. Đầu tiên, tôi phải phản bác quan điểm của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hắn ở quán cà phê thảo luận, người mặc giáp sẽ lựa chọn bí mật điều tra, mà không phải lựa chọn giết người loại phương pháp lưỡng bại câu thương này. Trước đó chúng ta đều tán đồng quan điểm này, nhưng đó là bởi vì chúng ta còn không biết người mặc giáp là thành viên ám dạ Mân Côi. Tôi cho rằng, người mặc giáp giết Hạ Triều Tuyết, mục đích rất thuần túy, chính là vì mượn dùng án mạng, mượn dùng phía nhà trường, lôi chúng ta ra. Thành viên ám dạ Mân Côi có thể hoàn mỹ tránh né đạo cụ phát hiện nói dối, cho nên cái này không phải cách chơi lưỡng bại câu thương, mà là thủ đoạn hữu hiệu. Tôn Miểu Miểu một tay bế tiểu đậu bỉ, một tay gắp thức ăn, cho nên Hạ Triều Tuyết chính là xui xẻo. 22 chọn 1, cô ấy bị chọn trúng. Thiên Hạ Quy Hỏa cách 3 cái bàn phủ định ý kiến của cô, không phải 22 chọn 1, là 7 chọn 1. Tôn Miểu Miểu còn chưa phản ứng lại, liền nghe tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong tai nghe truyền đến, không sai, người mặc giáp xác suất lớn là vị nữ học viên nào đó. Lời khai của Chu Minh Hú cho chúng ta hai manh mối. Một, ký túc xá nữ sinh có lẽ không phải hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hai, người mặc giáp biết quan hệ của Chu Minh Hú cùng Hạ Triều Tuyết. Chu Minh Hú chưa lộ ra quan hệ của hai người trước bất kỳ ai. Đây là điều đạo cụ phát hiện nói dối từng nghiệm chứng. Như vậy, có khả năng là Hạ Triều Tuyết để lộ ra hay không? Tôn Miểu Miểu giật mình gật đầu. Nguyên Thủy nói rất đúng, loại chuyện này, Hạ Triều Tuyết xác suất đại khái sẽ không nói với nam học viên, khả năng hướng nữ học viên mở lòng lớn hơn. Người mặc giáp ở sau khi giết chết Hạ Triều Tuyết, cố ý xâm phạm cô ấy, mục đích chính là để chúng ta mang ánh mắt hoài nghi nhắm vào nam học viên. Chính bởi vì hung thủ là nữ, cho nên trong cơ thể Hạ Triều Tuyết mới không có dịch thể của đàn ông. Nghe đến đó, Triệu Thành Hoàng phát biểu ý kiến, nếu như vậy, phạm vi liền thu nhỏ rồi, Hạ Triều Tuyết bình thường đi lại gần gũi với các nữ học viên nào? Tôn Miểu Miểu nghiêng đầu, nhớ lại một phen, nói, Hàm Thiên Quân cùng Tiểu Nguyệt Thỏ đi lại rất gần gũi với cô ấy. Nữ học viên tổng cộng 8 vị. Thiên Hạ Quy Hỏa âm trầm nói, tìm cơ hội hẹn hai cô ấy đến đảo Bách Thú, mượn tay Hổ Vương thử các cô ấy. Đối mặt linh thú cấp 6, các cô ấy hoặc là chết, hoặc là sử dụng đạo cụ dạ du giữ mạng. Ai có đạo cụ dạ du, áo giáp, người đó chính là thành viên ám dạ Mân Côi. Ặc, lão ca, tư tưởng của anh rất nguy hiểm nha. Trương Nguyên Thanh nhe rằng, nếu chúng ta suy đoán sai lầm thì sao, chẳng phải là hại chết các cô ấy. Tôn Miểu Miểu nhíu lại lông mày đáng yêu, thuận tay xoa xoa mái tóc máu thưa thớt của tiểu đậu bỉ. Thiên Hạ Quy Hỏa thản nhiên nói, điểm mấu chốt đạo đức quá cao, thường thường dễ dàng chịu thiệt. So sánh với ích lợi chúng ta đạt được, hại chết hai người tính là gì? Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống không có cách nào. Mà chúng ta còn có biện pháp khác, muốn ép các cô ấy để lộ bài tẩy. Rất đơn, giản, cho đủ nguy cơ là được. Dùng cái mũ đỏ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn thu các cô ấy. Lại mặc vào vạn nhân đồ của tôi tiến vào mũ không gian săn giết hai người. Chuyện này Tôn Miểu Miểu đến xử lý, tôi đề nghị cô buổi tối hành động. Mắt Tôn Miểu Miểu sáng lên, biện pháp này có thể làm. Dẫn các cô tới đảo Bách Thú, quyền chủ động ở chỗ Hổ Vương, không thể khống chế. Mà kế hoạch thứ hai, quyền chủ động ở chỗ cô. Thấy đề nghị của mình không ai phản đối, Thiên Hạ Quy Hỏa tiếp tục nói, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị tâm lý suy luận sai lầm, cho nên điểm đáng ngờ trên người viện trưởng cũng phải điều tra. Không thể kéo dài, ở lúc chúng ta tìm kiếm người mặc giáp, hắn cũng đang tìm chúng ta, đối với kẻ địch này, chúng ta hiểu biết quá ít.
nếu không tốc chiến tốc thắng, sẽ rất bị động. Lông mày Triệu Thành Hoàng từng chút một nhíu lại, viện trưởng 5 lần 7 lượt thử học viên đêm đó ở lại ký túc xá hay không, lão khẳng định là có vấn đề. Muốn đối phó viện trưởng không khó, khó là kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1484, triển khai làm người ta không ngờ tới 4. Trừ phi chúng ta giết người diệt khẩu hoặc là thanh trừ ký ức, bằng không, lấy sự sâu sắc của viện trưởng, lão sẽ thông qua trận tập kích này, nghĩ thông rất nhiều chuyện. Như thế nào làm được đã có thể từ viện trưởng nơi này tra hỏi được tình báo, lại khiến lão quên chuyện này. Tiểu đội địa cung trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Kiếm khách có được ý chí sắt thép, giết lão không khó, khống chế lão lại khó như lên trời. Trương Nguyên Thanh vất vả suy nghĩ kế sách. Bữa trưa gần kết thúc, đột nhiên, tiếng Hạ Hầu Ngạo Thiên cười điên cuồng vang lên ở bên tai mọi người. Tôi nghĩ ra biện pháp rồi, tôi thật sự là thiên tài, tôi thật sự là thiên tài. Biện pháp gì? 8. Người Tôn Miểu Miểu đồng thanh hỏi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại không nói chuyện nữa, một mình ngồi ở nơi xa, kiêu căng ngẩng đầu lên. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, ý niệm truyền âm, lợi hại, Ngạo Thiên huynh không hổ là nhân vật chính, vai phụ chúng tôi cảm thấy không bằng. Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc này mới thu hồi cái cằm cao ngạo, cúi đầu ăn cơm, chúng ta có thể bỏ thuốc viện trưởng, để tinh thần lão bị hao tổn, sau đó dùng đạo cụ thôi miên để thôi miên lão, mọi sự đại cát. Thiên Hạ Quy Hỏa nghẹn hồi lâu, nghẹn ra một câu, đầu tiên cậu phải có thuốc. Trong tài liệu của địa cung, có một loại dược liệu, tên là cỏ sâm la vạn tượng, là tài liệu cấp chúa tể nghề nghiệp huyễn thuật sư. Tôi có thể luyện nó thành khói mê gây ảo giác, không màu không vị, người hít vào khói mê, sẽ sinh ra ảo giác, mờ mịt, rất dễ dàng bị khống chế. Dược liệu phụ trợ mà nói, đảo linh thực đã có, đảo linh thực có hơn 1.000 loại dược liệu. Phương sĩ am hiểu nhất chính là luyện đan luyện dược, Hạ Hầu Ngạo Thiên vẫn đáng tin, mọi người nghe mà bất ngờ liên tục. Trương Nguyên Thanh nói, chú ý này không tệ, có thuốc mang thực vật, động vật trong học viện đều độc chết hay không? Kỹ năng của cô giáo Tống Mạn quá phiền rồi, trong học viện rõ ràng không có camera theo dõi, lại khắp nơi đều là camera theo dõi. Hai bên vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, thời gian dài, kẻ ngốc cũng biết mọi người đều có thể giả du, tinh độn. Giết chết các thực vật, động vật kia, đã có thể tiêu trừ tai họa ngầm, lại có thể giải bom khói. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ một chút, không thành vấn đề. Ăn xong bữa trưa, tiểu đội địa cung trở về quán cà phê, ở WC hoàn thành giao dịch đạo cụ, Trương Nguyên Thanh và Thiên Hạ Quy Hỏa giao mũ đỏ nhỏ, vạn nhân đồ cho Tôn Miểu Miểu. Bản thân thì thu hoạch đồng hồ bỏ túi thôi miên của Triệu Thành Hoàng. Mà Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng đạt được đạo cụ dạ du Tôn Miểu Miểu tặng cho, cùng với bao tay tật phong giả của Trương Nguyên Thanh. Hai đạo cụ phối hợp có thể khiến hắn trực tiếp bay đến đảo linh thực hái thuốc. 8:30 tối, buổi chiều gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Phòng 404, anh gà đỏ đánh bài xong, đi theo Trương Nguyên Thanh về phòng nghỉ ngơi. Ánh đèn nhu hòa, bên cạnh bàn có một người đẹp mặt trái xoan khuôn mặt hot trên mạng. Ngồi trên ghế là cô gái tuyệt đẹp tao nhã đoan trang, mắt đỏ yêu dị. Các cô giống như búp bê hình người đỉnh cấp nhất. Hai âm thi của cậu thực con mẹ nó ngon, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có phải có sở thích gì hay không? Anh gà đỏ đi đến bên cạnh bàn, ánh mắt đảo quanh ở thân thể mềm mại của Hoa Hồng Máu cùng Ngân Giao Quận Chúa. Hắn có chút hoài nghi xu hướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một âm thi xinh đẹp còn có thể lý giải, hai âm thi đều là tuyệt sắc mỹ nhân, thế này rất kỳ quái. Lần trước ở trong phó bản Nhai Sơn, cậu còn chưa có âm thi này. Anh gà đỏ nhìn chằm chằm Ngân Giao Quận Chúa một lát, cảm khái nói, sữa thật bự. Chủ nhân cùng âm thi tâm ý tương liên, Trương Nguyên Thanh có thể cảm ứng được Ngân Giao Quận Chúa tức giận. Lớn cũng vô dụng, băng lạnh không đủ nóng hổi. Trương Nguyên Thanh nói, Ngân Giao Quận Chúa càng thêm tức giận. Đúng vậy, vẫn là sữa nóng hầm hập thoải mái, ngủ ngủ. Anh gà đỏ duỗi cái lưng mỏi, nằm ngã chỏng vó, vài giây sau, tiếng ngáy đã tới. Trương Nguyên Thanh vội vàng hướng về Ngân Giao Quận Chúa chắp tay xin lỗi, dùng phương thức riêng của thần dạ du trao đổi, hỏa sư chính là như thế, quận chúa chớ trách. Ngân Giao Quận Chúa, không đủ nóng hổi, trêu cô thôi, trêu cô thôi. Trương Nguyên Thanh liên tục xin lỗi,
Ngân Giao quận chúa quay đầu đi. Trấn an xong quận chúa, Trương Nguyên Thanh lên giường ngủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến 10 rưỡi tối, hắn làm bộ vào WC. Đóng lại cửa nhà vệ sinh, lấy ra gương Iata, soi về phía bản thân. Một giây sau, mặt, gương phóng ra một luồng hào quang, hóa thành một Trương Nguyên Thanh khác. Trương Nguyên Thanh này vẻ mặt như thường mở ra cửa nhà vệ sinh, quay về phòng ngủ, chui vào ổ chăn. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1485, triển khai làm người ta không ngờ tới năm. Trương Nguyên Thanh thật sự đã thi triển tinh độn thuật, rời khỏi ký túc xá nam sinh. Ngoài ký túc xá nam sinh, dưới bóng cây nơi nào đó, một ánh sao mông lung mộng ảo dâng lên. Trương Nguyên Thanh nhìn trái nhìn phải một vòng, bóng đêm nặng nề, xung quanh không có tiếng động, trăng tròn treo cao ở bầu trời đêm, chiếu xuống ánh sáng mát lạnh. Thực vật xanh biếc cùng đóa hoa muôn hồng nghìn tía, đắm chìm trong ánh trăng trong vắt, tỏ ra có chút uể oải. Lúc chạng vạng, Hạ Hầu Ngạo Thiên luyện một loại thuốc độc tên là bách hoa sát, một phốc độc phấn nho nhỏ, có thể làm thực vật trong cả vườn hoa chết hết ở trong 6 giờ. Động vật ngửi được loại độc phấn không màu không vị này, cũng sống không qua 8 giờ. Tiểu đội địa cung mang chỗ mọc thực vật trong học viện vụng trộm giải hết. Trương Nguyên Thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra một viên sáp, một cái đồng hồ bỏ túi, thứ trước chính là khói độc gây ảo giác, thứ sau là đạo cụ thôi miên triệu thành hoàng cho. Nhét hai món vật phẩm vào trong túi, sau đó lấy ra da người hoàn mỹ dán ở trên mặt, da người mỏng như cánh ve nhanh chóng hòa tan. Bám vào ở trên người hắn, trong khoảnh khắc, hắn biến thành cô giáo Lâm Tố lạnh nhạt quyến rũ. Kế hoạch của hắn là ngụy trang thành cô Lâm Tố, đến gặp hiệu trưởng, sau đó dùng khói mê đánh lén, lại mượn dùng đạo cụ thôi miên của Triệu Thành Hoàng. Sở dĩ chọn Lâm Tố là kết quả Hạ Hầu Ngạo Thiên bói toán. Quẻ tượng biểu hiện, trong các giáo viên, chỉ có ngụy trang thành Lâm Tố tiếp cận viện trưởng mới là thượng thượng đại cát. Tùng Tùng, viện trưởng ngồi ở trước bàn suy tư án mạng, đã nghe thấy tiếng đập cửa. Ông đứng dậy rời khỏi bên cạnh bàn, mở cửa phòng ra, thấy Lâm Tố xinh đẹp lạnh nhạt đứng ở cửa. Cô Lâm Tố, lão viện trưởng kinh ngạc nói, có chuyện gì sao? Lâm Tố này rõ ràng mặc đồng phục học sinh, nhưng ông lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, tựa như cô nên mặc như vậy. Viện trưởng, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Trương Nguyên Thanh nói ra lời nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau đó, hắn liền thấy viện trưởng Lý Ngôn Hề thở dài, ôm eo hắn, dẫn hắn vào phòng. Tình huống gì vậy? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, phát hiện không thích hợp. Hành động ôm eo quá mức thân mật. Tôi biết, hung thủ đã dám giết người, liền tuyệt đối không phải người lương thiện. Cô là học sĩ, không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình, sầu lo cũng là bình thường. Lý Ngôn Hề ôm cô đứng ở dưới ánh đèn, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp, dịu dàng nói, nếu sợ hãi, tối nay cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi, cô cũng rất lâu không ở với tôi rồi. Trương Nguyên Thanh xác định hai người này có gian tình, cho nên đây là nguyên nhân thượng thượng đại cát. Sau đó, Trương Nguyên Thanh nghe thấy mình hừ một tiếng điệu đà, dù sao có Tống Mạn Hầu ông rồi. Tiểu tiện nhân kia lúc trước chính là vì quan hệ nam nữ lung tung mới bị xung quân đến học viện, công phu trên giường của cô ta so với tôi lợi hại hơn nhiều. Cô Tống Mạn quả nhiên là vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn phạt vào học viện. Chậc chậc, lão viện trưởng à, không ngờ ông là viện trưởng như vậy. Ông cùng các giáo viên ngủ với nữ sinh, nữ giáo viên kia của Đại học Tùng Hải chúng tôi có gì khác nhau? Trong lòng Trương Nguyên Thanh điên cuồng lẩm bẩm. Khuôn mặt viện trưởng trong tăng thương lại rất có sức quyến rũ nam tính, cười cười, trong học viện sinh hoạt buồn tẻ vô vị, tôi cùng cô ấy chỉ là an ủi lẫn nhau, cô không cần phải ghen với điều này. Cô ấy, mấy ngày nay không tới tìm tôi, chắc là dính lấy học viên nào rồi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ông tự nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên Thanh yên lặng bóp nát viên sáp. Khí thể không màu không vị nháy mắt khuếch tán. Trương Nguyên Thanh ở nháy mắt bóp nát viên sáp, liền nín thở. Theo khí thể khuếch tán, đôi mắt trong trẻo của lão viện trưởng bỗng nhiên bày ra trạng thái cực độ hỗn loạn, trong mắt khi thì trợn lên, khi thì hạ xuống, khi thì sáng quắc nhìn chằm chằm nơi nào đó. Trong miệng lão bắt đầu lẩm bẩm, nói năng lung tung. Trương Nguyên Thanh lui về phía sau hai bước, giãy thoát vòng tay viện trưởng, bóc ra người hoàn mỹ,
từ trong túi lấy ra đồng hồ bỏ túi, treo ở trước mắt viện trưởng. Đồng hồ bỏ túi chớp lên như con lắc, trả lời vấn đề của tôi, trả lời vấn đề của tôi. Ước chừng 2 phút, hắn mới nhìn thấy hỗn loạn trong mắt viện trưởng biến mất, thay thế vào đó là trống rỗng. Cái này ý nghĩa thôi miên thành công. Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề, lúc buổi sáng, ông vì sao phải hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tối hôm qua có rời khỏi ký túc xá hay không? Viện trưởng lẩm bẩm, tôi chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên tối hôm qua. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1486, tập trung thân phận người mặc giáp 1. Vì sao phải làm rõ hành tung của học viên, không phải đã rửa sạch hiềm nghi rồi sao? Viện trưởng lẩm bẩm, tôi chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên tối hôm qua. Trương Nguyên Thanh dần dần nhíu mày, chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên. Lý do này không thể thuyết phục hắn. Hắn lúc ấy đã 360 độ không có góc chết tự chứng minh trong sạch, có ở ký túc xá hay không. Không quan hệ với vụ án, ngược lại là người mặc giáp biết cửa đá từng bị mở ra, quan tâm vấn đề này nhất. Viện trưởng ở lúc mấu chốt đó, hỏi mình vấn đề này, quá mức làm người ta hoài nghi. Nhưng thôi miên sẽ không gạt người, viện trưởng trả lời nhất định là lời nói thật phát ra từ trong lòng. Chỉ là trùng hợp, là mình đa tâm. Ông hoài nghi ai là hung thủ? Trương Nguyên Thanh hỏi. Không biết. Viện trưởng đờ đẫn lắc đầu. Ai có hiểm nghi nhất? Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu của Thái Nhất Môn. Triệu Phi Vấn, Tạ Linh Chu, Lưu Ngọc Thư của Linh Cảnh Thế Gia. Vì sao? Xác suất bọn họ biết nhiệm vụ ẩn lớn nhất. Trương Nguyên Thanh trầm mặc hồi lâu, thở dài, quên mất chuyện xảy ra đêm nay, lên giường ngủ. Viện trưởng đờ đẫn xoay người, cởi quần áo, giày, đắp chăn, tiến vào giấc ngủ. Hôm sau, căn tin. Tiểu đội địa cung một lần nữa đeo tai nghe, vừa hưởng dụng bữa sáng, vừa trao đổi tình báo. Tôi từng thử, Hàm Thiên Quân cùng Tiểu Nguyệt Thỏ đều không phải người mặc giáp, các cô ấy thiếu chút nữa bị tôi đánh chết, cũng không sử dụng đạo cụ tương quan thần dạ du, cũng không có áo giáp. Nguyên Thủy nói. Tôn Miểu Miểu vẻ mặt đầy tiếc nuối, vì cứu các cô ấy, lãng phí nửa ống sinh mệnh nguyên dịch của tôi, hai người bây giờ còn hôn mê. Đợi lát nữa tỉnh lại, khẳng định muốn báo cáo giáo viên nói mình bị tập kích, nhưng hai cô ấy không thấy được bộ dáng của tôi mặc chiến giáp. Quay đầu nhớ trả lại vạn nhân đồ cho tôi. Thiên Hạ Quy Hỏa cách mấy bàn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu bên kia thế nào? Trương Nguyên Thanh cúi đầu hút cháo, viện trưởng trả lời là, lão chỉ muốn biết hành tung của học viên tối hôm qua. Chỉ có vậy, Hạ Hầu Ngạo Thiên không thể tiếp nhận, hỏi khéo như vậy. Tôi cũng không tin là trùng hợp, nhưng tựa như, chính là như thế. Trương Nguyên Thanh thở dài. Hắn chưa nói rõ tình huống tối hôm qua, chưa lộ ra quan hệ tình nhân của cô Lâm Tố cùng viện trưởng, hắn lại không phải Viên Đình. Bây giờ ngẫm lại, trong học viện sinh hoạt buồn tẻ, mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên sẽ có nhu cầu, ngươi tình ta, nguyện, cũng không có gì đáng chỉ trích. Nếu như vậy, điều tra liền kẹt rồi, trong hai ngày kế tiếp, chúng ta sẽ rất bị động. Thanh âm lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng vang lên ở trong tai nghe. Mạch suy nghĩ của chúng ta có phải sai lầm rồi hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong loa lớn của căn tin vang lên thanh âm nghiêm khắc hơn nữa kịch liệt đau đớn của viện trưởng. Mọi người lập tức đến thư viện tập hợp. Trong lòng tiểu đội địa cung dùng mình, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu tối hôm qua có phải lộ sơ hở gì hay không? Tôi hôm qua tuyệt đối không lộ sơ hở. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, lặng yên căng thẳng thần kinh, buông đũa, cùng các học viên mờ mịt tương tự đi ra khỏi căn tin, tiến vào thư viện. Trên đài diễn thuyết, viện trưởng hốc mắt đỏ bừng, trong mắt che giấu đau đớn kịch liệt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm học viên tiến vào thư viện. Ánh mắt ông đảo qua ở trên mặt mọi người, nói từng chữ một, cô giáo Lâm Tố tối hôm qua bị hại rồi. Lại có người chết rồi, lần này chết còn là một giáo viên. Đại sảnh xôn xao, kinh ngạc, mờ mịt, nôn nóng vân vân các loại cảm xúc nảy sinh lan tràn ở trong lòng các học viên. Nếu có huyễn thuật sư ở nơi này, rất dễ dàng có thể dẫn bạo cảm xúc của các thánh giả, chế tạo một hồi náo động quy mô lớn. Cô giáo Lâm Tố đã chết, Nguyên Thủy tối hôm qua còn từng sắm vai cô ấy. Tôn Miểu Miểu vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh.
chỉ thấy hắn đứng ngây ra tại chỗ, như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong tai nghe truyền đến tiếng Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cau mày, cũng bị sự kiện đột phát này làm cho ngẩn người. Vài giây sau, Thiên Hạ Quy Hỏa phản ứng lại trước hết, viện trưởng chính là người mặc giáp. Ông ta cho rằng tối hôm qua thôi miên mình là Lâm Tố, cho nên giết cô ấy. Nếu viện trưởng là người mặc giáp, đáp án nguyên thủy thôi miên đạt được không có hiệu quả, có thể giải thích thông. Lực lượng bí ẩn không thể trừ khử hiệu quả của khói mê ảo thuật, nhưng thuật thôi miên là không có khả năng hỏi ra được thứ gì. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1487, tập trung thân phận người mặc giáp 2. Triệu Thành Hoàng nhíu mày chặt hơn nữa, nếu viện trưởng là người mặc giáp, vậy phỏng đoán trước đó của chúng ta toàn bộ đều phải phủ định. Cho dù là tiểu đội địa cung trí tuệ siêu quần, cũng lâm vào tự mình hoài nghi thật sâu. Thiên Hạ Quy Hỏa quay đầu, liếc các học viên một cái, ánh mắt lướt qua ở trên khuôn mặt sững sờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng thở dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn như tự bế rồi, Hạ Hầu Ngạo Thiên, cậu là đội trưởng, đi hỏi tình huống kiểm tra thi thể xem. Hạ Hầu Ngạo Thiên ừm một tiếng, hô lớn, viện trưởng, cô giáo Lâm Tố chết như thế nào? Lão viện trưởng mặt xám xịt, biểu cảm đau đớn kịch liệt. Cô giáo Tống Mạn bên cạnh bước lên một bước, bi thương nói, cô giáo Lâm Tố bị chấn nát trái tim, chết ở trên giường, trong phòng không có dấu vết chiến đấu. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ ngợi, hỏi, có bị xâm hại không? Tống Mạn lắc lắc đầu, không có, không bị xâm hại. Thiên Hạ Quy Hỏa nhăn mặt nhíu mày. Trước mắt điều duy nhất có thể xác định là cái chết của Lâm Tố tuyệt đối có liên quan với hành động tối hôm qua của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Rốt cuộc là ai đang giết người? Mục đích là cái gì? Địch, ông đây không nhịn được nữa. Ông đây là tới tham gia kỳ nghỉ, không phải đến chơi trò ma sói. Bên dưới có tiếng kêu gào nổi lên khắp nơi. Con mẹ nó yên lặng hết cho lão tử. Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh trên đài diễn thuyết gầm. Một tiếng nặng nề, bao trùm lên sóng âm. Vị hỏa ma cấp 5 này tức giận nhìn học viên, nắm lên cái sừng nhỏ màu nâu. Thời gian tử vong của cô Lâm Tố là sau nửa đêm. Bây giờ, mọi người đều phải kiểm tra nói dối. Mặt khác, mang tình hình của mọi người tối hôm qua viết hết ra giấy. Các thành viên giám sát lẫn nhau nghĩ kỹ một phen, tối hôm qua đối phương có từng rời khỏi tầm mắt của mình hay không? Vào WC, tắm rửa có vượt qua 10 phút hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên thân là đội trưởng, tạo ra tác dụng dẫn đầu, là người đầu tiên tiếp nhận cái sừng nhỏ màu nâu. Tự chứng minh trong sạch, sau đó đưa cho Thiên Hạ Quy Hỏa cùng tổ, lại tiếp nhận giấy cùng bút Tống Mạn phát đến, viết tình huống hôm qua. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ở trong sững sờ tỉnh táo lại, hắn trước cầm cái sừng nhỏ màu nâu tự chứng minh trong sạch, tiếp theo ngồi ở trên ghế viết tình huống đêm qua. Lặng yên chia ra một nửa linh thể, tiến vào trong cơ thể Ngân Giao quận chúa, mở ra mặt trắng. Từ khi người mặc giáp phát hiện cửa đá bị mở ra, đến Hạ Triều Tuyết chết, lại đến cô Lâm Tố chết, một loạt sự kiện cổ quái, cần sâu chuỗi lại từng cái một. Chỉ cần sâu chuỗi lại, liền có thể nghĩ thông được. Hắn tính mượn dùng mặt trắng âm hiểm giả dối, am hiểu quỷ kế, lấy tốc độ nhanh nhất cân nhắc ra chân tướng. Đạo cụ phát hiện nói dối truyền tay giữa học viên, rất nhanh đã qua một lần, tình huống hai lần trước đã xảy ra. Trong học viên không có hung thủ, sao có thể không có hung thủ, sao có thể không có hung thủ? Viện trưởng lẩm bẩm, đau đớn kịch liệt trong mắt ông dần dần chuyển hóa thành hung quang, ánh mắt nhìn chằm chằm học viên càng lúc càng lạnh lẽo. Cái chết của Lâm Tố tựa như kích thích thật sâu đến ông. Cảm xúc của viện trưởng có chút không đúng, ông ấy quá mức phẫn nộ rồi. Ý niệm Thiên Hạ Quy Hỏa hiện lên, chuyển hóa thành tiếng nói vang lên bên tai tiểu đội địa cung. Không, lôi ra được hung thủ không phải điều bình thường sao, sớm đã trải qua hai đợt, làm viện trưởng tư cách và từng trải thâm hậu, không nên bởi vậy mất khống chế cảm xúc. Mặt khác, chết một giáo viên, liền đau thương tới vậy. Cho nên viện trưởng thật sự có vấn đề đúng không? Tôn Miểu Miểu nói. Không, cảm xúc của ông ấy càng kích động, ngược lại càng không có vấn đề, nhưng quả thật kỳ quái. Triệu Thành Hoàng suy nghĩ. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy trong tai nghe truyền đến tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn thở bật ra. Tôi nghĩ ra rồi, tôi biết chuyện là thế nào rồi. T.
Tinh thần đám người tiểu đội địa cung rung lên. Ý niệm của Trương Nguyên Thanh chuyển hóa thành giọng nói, kẻ mà người mặc giáp muốn giết không phải Lâm Tố, mà là tôi, hắn chỉ là coi tôi thành Lâm Tố. Tối hôm qua, hắn hẳn là theo dõi ngay tại phụ cận chỗ ở viện trưởng. Tôn Miểu Miểu suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình, sao có khả năng? Hắn không có khả năng biết hành động của chúng ta, hắn nếu biết chúng ta hành động, trực tiếp ra tay đối với chúng ta là được. Bởi vì hắn chỉ biết chúng ta sẽ nhằm vào viện trưởng, nhưng không biết chúng ta rốt cuộc là ai. Trương Nguyên Thanh nói, chúng ta làm rõ lại từ đầu một lần. Hôm trước sau nửa đêm, người mặc giáp phát hiện cửa đá bị người ta mở ra, vì thế, hắn giết Hạ Triều Tuyết, muốn mượn án mạng dẫn chúng ta ra. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1488, tập trung thân phận người mặc giáp 3. Người này tâm tư rất tỉ mỉ, đạo cụ phát hiện nói dối chỉ là một trong những thủ đoạn, hắn còn chôn một móc câu khác. Đó chính là viện trưởng hỏi tôi câu kia có phải luôn ở ký túc xá hay không, thử nghĩ, người tiến vào cửa đá nghe được vấn đề này, sẽ phản ứng thế nào? Sẽ coi viện trưởng trở thành người thần bí ngày đó lẻn vào hồ, trở thành đối thủ cạnh tranh. Tiếng của thiên hạ quy hỏa vang lên. Không sai, vì bảo vệ thu hoạch, người tiến vào cửa đá nhất định sẽ điều tra viện trưởng, thậm chí sẽ giết ông ấy. Trương Nguyên Thanh cho câu trả lời khẳng định, tiếp tục nói, vì thế người mặc giáp tối hôm qua theo dõi chỗ ở của viện trưởng. Chờ người tiến vào cửa đá chui đầu vô lưới, hắn nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã ngụy trang thành Lâm Tố, hắn giết lầm người rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng truyền đến, ý của cậu là nói, người mặc giáp sau khi giết chết Hạ Triều Tuyết, lại lấy thủ đoạn tương tự thôi miên khống chế viện trưởng, bảo ông ấy ở ngày hôm qua hỏi ra vấn đề kia. Viện trưởng là kiếm khách, có được ý chí sắt thép, muốn thôi miên ông ấy là không có khả năng, chúng ta có tài liệu cấp chúa tể, có Hạ Hầu Ngạo Thiên như vậy phương sĩ, phương pháp không thể phục chế. Suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn là đúng. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, chưa chắc là thôi miên, nhưng nhất định có thủ đoạn tương tự. Hắn ở trong bóng tối khống chế viện trưởng, làm quỹ tích hành vi của viện trưởng phù hợp mong muốn của mình. Nguyên Thủy ngày hôm qua thôi miên viện trưởng nhận được câu trả lời, vừa vặn đã chứng minh một điểm này. Viện trưởng bị lực lượng nào đó khống chế, ảnh hưởng, chính ông ấy chưa phát hiện, cho nên mới sẽ trả lời, chỉ là muốn biết quỹ tích hành động của học viên. Thiên Hạ Quy Hỏa vừa viết tình huống tối hôm qua, vừa bổ sung, mọi người xem, viện trưởng hôm nay phẫn nộ không hợp với lẽ thường, ông ấy có phải lại bị ảnh hưởng hay không? Giả thiết lớn mật một phen, có phải còn có người khác cũng bị ảnh hưởng hay không? Trong đám học viên này, hầu như không có cấp 5, thánh giả cấp 4 lại bị ủy thác trọng trách, tiến vào học viện mưu đoạt nhiệm vụ ẩn, không có chỗ dựa, nói không thông. Có thể âm thầm ảnh hưởng viện trưởng, vậy cũng có thể ảnh hưởng người khác, mỗi người đều có thể là lá chắn của người mặc giáp, thế này làm sao tìm? Trong lòng tiểu đội địa cung lặng yên ngưng trọng. Có thể tìm, thân phận của người mặc giáp, tôi đã tập trung phạm vi đại khái. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như thiên âm, vang ở bên tai đám người Tôn Miểu Miểu. Nói mau, tiểu đội địa cung thanh âm đều nhịp. Hạ Triều Tuyết chính là sơ hở của hắn, người mặc giáp vì sao giết là Hạ Triều Tuyết, mà không phải người khác. Trương Nguyên Thanh hỏi, không phải Hạ Triều Tuyết xui xẻo. Hạ Hầu Ngạo Thiên trả lời một câu. Nhưng Miểu Miểu đã từng kiểm tra, Hàm Thiên Quân và Tiểu Nguyệt Thỏ đều không phải người mặc giáp, vậy suy đoán của chúng ta trước đó phải phủ định. Có lẽ cũng không phải Hạ Triều Tuyết xui xẻo, bây giờ trở về đến vấn đề lúc ban đầu, vì sao chết là Hạ Triều Tuyết. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh phân tích, chúng ta đã xem nhẹ một manh mối rất mấu chốt, ngày đó Chu Minh Hú đi tìm Hạ Triều Tuyết hẹn hò, nhưng Hạ Triều Tuyết không có mặt. Nếu tôi là người mặc giáp, mục tiêu lựa chọn hàng đầu của tôi khẳng định là người buổi tối hôm đó hành tung không rõ. Chính bởi vì Hạ Triều Tuyết lúc ấy không ở ký túc xá, cho nên khi người mặc giáp sau nửa đêm phát hiện cửa đá từng bị mở ra, mới sẽ hoài nghi Hạ Triều Tuyết, quyết đoán ra tay, giết cô ấy. Nhưng hắn phát hiện đã giết lầm người, liền tương kế tự kế, lợi dụng án mạng này, câu ra chúng ta, còn có một loạt sự việc sau đó. Tạm dừng một chút, Trương Nguyên Thanh nói, nơi này lại dấn ra một vấn đề, trong học viện nhiều người như vậy, người mặc giáp vì sao chỉ biết riêng Hạ Triều Tuyết không có mặt? Người mặc giáp biết quan hệ của Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết, như vậy, tình huống đêm đó,
ai có thể biết thông qua Chu Minh Hú biết được Hạ Triều Tuyết không ở trong ký túc xá? Câu này tựa như sét đánh giữa trời đánh vào trong đầu tiểu đội địa cung. Tôn Miểu Miểu hít thở lập tức dồn dập, chín người kia liên hoan trong căn tin. Người mặc giáp ở ngay bên trong, chín người đó là ai? Không biết, nhưng anh gà đỏ biết, bữa ăn là chính hắn tổ chức. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh nhếch lên, nhìn về phía người bên cạnh. Anh gà đỏ đang dùng bút pháp như gà bới, viết tình hình tối hôm qua, đối với tiểu đội địa cung tâm niệm câu thông hoàn toàn không biết. Khẳng định không phải anh gà đỏ, Tôn Miểu Miểu giọng điệu vô cùng tự tin nói. Lời này của cô nếu như bị anh gà đỏ nghe được, hắn sẽ khiến cô biết cái gì là nam nữ bình đẳng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm, đang muốn thấp giọng hỏi anh gà đỏ, đúng lúc này, Tiểu Nguyệt Thỏ dáng người chắc nịch. Tựa như tuyển thủ cử tạ giơ tay, nói, viện trưởng, chúng tôi có tình huống báo cáo, tôi cùng Hàm Thiền Quân tối hôm qua bị tập kích. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1489, hung thủ giết người Tôn Miểu Miểu 1. Viện trưởng đang hãm sâu trong nỗi đau đớn, ánh mắt chợt sắc bén, kẻ tập kích là ai? Hàm Thiền Quân điềm đạm nho nhã lắc đầu, chúng tôi tiến vào một không gian kỳ quái, có trăng tròn, có cánh đồng bát ngát, có rừng rậm, ở nơi đó, chúng tôi bị một người mặc giáp màu máu đuổi giết, đều đã bị thương nặng. Áo giáp, các giáo viên trên đài diễn thuyết mắt chợt sáng ngời. Tiểu Nguyệt Thỏ tiếp nhận đề tài, tôi lúc ấy bị thương nặng, mất đi ý thức, vốn nghĩ chết chắc rồi. Nhưng ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, vết thương chí mạng trên người cũng ly kỳ biến mất. Lúc nói lời này, vẻ mặt cô đầy hoang mang. Hàm Thiền Quân dùng sức gật đầu, tôi cũng vậy, thiếu chút nữa cho rằng mình là đang nằm mơ. Nhưng hai chúng tôi bởi vậy dậy muộn, vừa tính hướng các giáo viên báo cáo, liền nghe viện trưởng kêu gọi, liền tới đây, chúng tôi nói đều là nói thật. Tốt qua sông đánh giá hai người, lạnh lùng nói, vì sao người thần bí kia sẽ tập kích các người? Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thỏ lắc lắc đầu. Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh trên đài diễn thuyết quát, lặp lại một vòng phát hiện nói dối. Không ổn. Trong lòng tiểu đội địa cung trầm xuống. Tôn Miểu Miểu khẳng định sẽ lộ tẩy, cô không có năng lực tránh né công năng của đạo cụ phát hiện nói dối. Không thể kiểm tra nói dối, Miểu Miểu sẽ bại lộ. Sắc mặt Triệu Thành Hoàng lạnh lùng. Nhưng nếu kháng cự, sẽ bị người mặc giáp nhìn ra, vẫn bại lộ. Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Không, đây có lẽ là cơ hội tốt dụ rắn ra khỏi hang. Trương Nguyên Thanh cao giọng nói, còn cần thiết kiểm tra nói dối sao, kiểm tra nói dối nếu hữu dụng, đã sớm bắt được hung thủ. Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, phối hợp điều tra. Cút con mẹ nó phối hợp, còn có một ngày nữa là kết thúc huấn luyện, so với tiếp tục điều tra không có ý nghĩa. Không bằng tụ tập hết mọi người lại một chỗ, ăn uống cùng nhau, thẳng đến lúc rời khỏi phó bản, như vậy sẽ không phải chết. Trương Nguyên Thanh quay đầu, hỏi, anh gà đỏ, anh cảm thấy thế nào? Anh gà đỏ trời sinh bạo dân, ném cây bút, ồn ào, quá con mẹ nó đúng rồi, vẫn có thể tính là một biện pháp. Đúng vậy, dứt khoát ở thư viện ngả ra đất nghỉ đi, dù sao ngày mai là kết thúc, chúng ta không ngủ cũng được. Đề nghị của Trương Nguyên Thanh được các học viên nhất trí tán đồng, muốn chạy. Gương mặt lão viện trưởng bỗng nhiên lạnh lùng, hung tợn nhìn chằm chằm các học viên, muốn sau khi rời khỏi phó bản đào tẩu. Si tâm vọng tưởng là các người hại chết Lâm Tố, đừng tưởng rằng tránh ở trong học viên là có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tôi không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Nói xong lời cuối cùng, lão viện trưởng đã là diện mục đáng sợ, vẻ mặt hung ác. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông lấy ra một cái còi sắt đen, dùng sức thổi lên. Tiếng còi bén nhọn quanh quẩn ở thư viện, quanh quẩn ở học viện Tần Phong. Các học viên bên dưới xôn xao hẳn lên, nhìn nhau, không biết viện trưởng lên cơn thần kinh gì. Viện trưởng và Lâm Tố là tình nhân, cái chết của Lâm Tố khiến cảm xúc của ông mất khống chế, có chút giống thủ đoạn của huyễn thuật sư, nhưng lại không đúng, loại ảnh hưởng này châm chích rất mạnh. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, Thiên Hạ Quy Hỏa đột nhiên biến sắc, đè tai nghe, viện trưởng quả nhiên bị ảnh hưởng rồi, người mặc giáp muốn làm gì? Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thỏ báo cáo thuộc về tình huống đột phát, không ở trong tính kế của người mặc giáp, cảm xúc của viện trưởng mất khống chế, mới là dự mưu của người mặc giáp.
Tiếng của hắn mới vừa vang lên bên tai tiểu đội địa cung đã bị một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc bao phủ. Các ngươi đều phải chết, các ngươi chết hết rồi, hung thủ liền phải đền tội. Viện trưởng phẫn nộ quát, địch, đám người tiểu đội địa cung đều biến sắc. Cách làm của người mặc giáp giống với bọn họ tối hôm qua, tính dùng võ lực bức ra kẻ địch. Thông qua chiến đấu hiểm tử hoàn sinh tìm kiếm mục tiêu, phương pháp này rất cực đoan nhưng hữu hiệu. Theo viện trưởng rít gào khàn cả giọng, vách tường thư viện ầm ầm sụp xuống, một con hổ lớn vằn vện xông vào đại sảnh. Con hổ lớn này mắt xếch trán trắng, vai cao 2 mét, chiều dài cơ thể 5 mét, màu lông đen vàng giao nhau, lông bụng trắng như tuyết. Đôi mắt dữ tợn xanh thẳm, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm học viên trong sảnh một hồi, nghiêng đầu, nhìn về phía đài diễn thuyết. Viện trưởng lúc này đã điên cuồng, lấy ra một thanh kiếm dài 3 thước, chỉ vào các học viên, lạnh lùng nói, giết sạch bọn họ. Con hổ lớn nhận được mệnh lệnh, gầm một tiếng nặng nề, lộ ra hàm răng nhọn ố vàng cùng cái mồm như chậu máu. Gào, khí tức hung ác dữ dằn dợp trời dợp đất ập tới. Con mãnh hổ hình thể thật lớn này hung hãn lao vào đàn dê, các thánh giả trước băng ghế kinh hô, tản ra. Các bạn đang nghe chuyện linh cảnh hành giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1490, hung thủ giết người Tôn Miểu Miểu 2. Răng rắc, băng ghế ở trong tấn công của con hổ lớn sụp xuống vỡ vụn. Con hổ lớn vồ hụt lao về phía trước một cái, dễ dàng ấn Tam Dương Khai Thái Thái tốc độ chậm nhất ở trên mặt đất. Tam Dương Khai Thái Thái vung nắm đấm nặng nề, đánh dày đặc như mưa rơi vào chi trước con hổ lớn, đánh vang lên rầm rầm. Cùng lúc đó, mặt đất hai bên con hổ lớn nhô lên, từng cây măng đá cứng rắn phá đất chui ra, đâm về phía cái bụng trắng trẻo, dưới cằm mềm mại. Đối mặt vị sơn thần này công kích, con hổ lớn không để ý tới, chỉ là chân trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm, một vầng sáng màu vàng trên người Tam Dương Khai Thái Thái nổ tung. Ngay sau đó, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, chỉ thấy ngực hắn sụp xuống, móng vuốt cắm vào máu thịt. Phòng ngự sơn thần lấy làm kiêu ngạo, ở dưới vuốt hổ, tỏ ra không chịu nổi một đòn. Đây là chênh lệch của cấp 6 cùng cấp 4. Ở lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén gào thét lao đến, nhanh như điện, đâm trúng cái trán con hổ lớn. Gào. Con hổ lớn bị đau, đầu theo bản năng hất sang phải, đồng thời rút về móng vuốt đè ở ngực Tam Dương Khai Thái Thái. Nhâm quân tử vội vàng nắm lên bả vai Tam Dương Khai Thái Thái, mang theo hắn rút lui. Viện trưởng, ông điên rồi. Lạc Nhạc Thành nóng nảy lỗ mãng trợn mắt há hốc mồm. Hắn bởi vì không thể khống chế tính tình của mình, nhiều lần đánh cấp dưới, rốt cuộc có một lần lỡ tay, đánh một cấp dưới bị thương nặng. Phân bộ lấy quá mức nóng nảy, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm cương vị chấp sự làm lý do, xung quân hắn đến học viện Tần Phong. Nhưng cho dù là hắn nóng nảy như vậy, cũng bị hành vi của viện trưởng dọa ngây người. Trong mắt viện trưởng chỉ còn thù hận, giơ trường kiếm lên cao, cao, xẹt, kiếm khí bắn ra, chém về phía học viên chạy tứ tán hỗn loạn. Bốp. Lúc này, một sợi dây leo từ bên cạnh vụt tới, vụt trúng cổ tay viện trưởng, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mũi kiếm nhất thời hơi lệch đi, kiếm khí hình cung chém chênh chếch ở trên tường. Tống Mạn rút sợi roi về, nhìn về phía mấy giáo viên bên cạnh, quát, Hổ Vương chỉ nghe mệnh lệnh của viện trưởng. Ông ấy bây giờ thần trí thác loạn, khống chế ông ấy trước, nếu cứng đầu cố chấp, trực tiếp giết chết. Hỏa Ma, kẻ quan trắc tinh không, Mặc Bàn mấy vị ùn ùn ra tay. Tuy cảm thấy nghi hoặc đối với viện trưởng đột nhiên nổi điên, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề. Đám học viên này đều là thánh giả, là chấp sự tương lai, giường cột của quan phương, trong đó không thiếu con cháu trưởng lão bối cảnh thâm hậu. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn hậu bối cấp hạt giống như vậy, nếu tổn hại ở nơi này, tổng bộ chỉ sợ sẽ xử tử bọn họ. Tống Mạn vừa bước lui viện trưởng, quát, Hỏa Ma, anh đi giúp học viên. Một bên khác, Nhâm quân tử kéo Tam Dương Khai Thái Thái bị thương nặng rời khỏi thư viện, để hắn dựa lưng vào vách tường. Chưa thương tổn đến chỗ yếu hại, Nhâm quân tử kiểm tra thương thế một lần, khẽ thở phào. Thiếu chút nữa cho rằng phải mang theo hối hận rời khỏi rồi. Tam Dương Khai Thái Thái nhổ ra một ngụm nước bọt máu, đau nhe răng trợn mắt, đây là cấp 6 sao, quá đáng sợ rồi. Nhâm quân tử thò đầu, nhìn về phía trong thư viện,
thấy các học viên đã lấy ra đạo cụ, cùng thi triển thần thông, chiến đấu kịch liệt với Hổ Vương, liền nói ngay, Tam Dương, cậu ở nơi này tĩnh dưỡng, tôi đi giúp bọn họ. Cẩn thận, đừng chết, Tam Dương Khai Thái Thái dặn dò. Nhâm Quân Tử gật gật đầu, cầm kiếm, quay về thư viện. Tam Dương Khai Thái Thái nhìn theo hắn rời đi, bàn tay cọ cọ ở đùi, lau đi vết máu, thò vào túi quần, lấy ra một cái đĩa tròn hoàng kim màu sắc ảm đạm. Đĩa tròn đường kính 8 cm, to bằng miệng bát. Mặt đĩa bóng loáng như gương, mặt trái là một vòng phù điêu mặt trời vô số đường nét vây quanh. Mặt đĩa bóng loáng có khắc một hàng chữ nhỏ, lời tiên đoán, sau khi người tình cực yêu Lâm Tố bị giết hại, viện trưởng Lý Ngôn hề lửa giận công tâm, cực kỳ bi thương. Ở sau khi đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, Lý Ngôn hề quyết định sử dụng Hổ Vương của đảo Bách Thú giết sạch học viên, tự mình báo thù. Đây là lời tiên đoán tối hôm qua. Tam Dương Khai Thái Thái thò đầu, nhìn một chút chiến đấu trong thư viện, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, Hổ Vương ở thư viện đại khai sát giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì bảo hộ học viên, không thể không sử dụng bảo vật đạt được trong cửa đá, có thể một đòn giết địch, giết chết Hổ Vương cùng viện trưởng. Nội dung lời tiên đoán ở mặt đĩa chậm rãi lau đi, lời tiên đoán mới hiện lên. Rõ ràng là lời Tam Dương Khai Thái Thái vừa rồi nói. Đạo cụ này tên là Bản Quang Minh, mảnh vỡ, là hắn nhặt được, chủ nhân đời trước của nó là vị hội trưởng kia của công hội thương nhân. Cũng là số thứ tự 9 trong đạo cụ mất đi. Các bạn vừa nghe xong tập 149 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.